Nicole sáng phong, mỗi người đang giữ 10 triệu đồng của tôi. Từ giờ đến cuối ngày tôi mà không bắt được ba người họ thì toàn bộ số tiền trên sẽ thuộc về họ. Chính vì vậy bây giờ tôi sẽ phải đi tìm ba người họ thật nhanh. Anh Dương đã trở thành thám tử để truy lùng ba anh em chúng tôi, và đây là vali phần thưởng. Từ giờ tới cuối ngày nếu anh Dương không tìm thấy tôi, vali này sẽ thuộc về tôi. Thôi không nói nhiều nữa, đi trốn anh Dương thôi. Thử thách ngày hôm nay tôi đã cầm 10 triệu đồng của Dương để đi trốn, và từ giờ đến cuối ngày Dương sẽ có nhiệm vụ đi tìm tôi. Nếu mà không tìm thấy tôi thì phần thưởng này sẽ thuộc về tôi. Thì bây giờ tôi sẽ tìm chỗ để đi trốn nhá. Trên tay tôi đang cầm số tiền 10 triệu, và từ giờ đến cuối ngày anh Dương không bắt được tôi, toàn bộ số tiền này sẽ thuộc về tôi. Đây là một siêu thử thách đuổi bắt trốn tìm, vì đuổi bắt trốn tìm khắp một tỉnh như là mò kim đáy bể luôn. Thật sự rất là khó, nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng lấy lại 30 triệu đồng từ Icon Thắng Phong. Qua rất là nhiều các clip chế tạo căn phòng bí mật, tôi thấy anh Dương toàn chế tạo ở những nơi thân thuộc thôi. Tôi sẽ học tập anh Dương cũng về những nơi thân thuộc. Lần này thì tôi sẽ về nhà tôi để chế tạo căn phòng bí mật nhé. Không ai quen thuộc nhà tôi hơn tôi cả. Thôi lên đường đi về nhà chế tạo căn phòng bí mật để trốn anh Dương nhá. Anh Dương lần này thì đi tìm tận 3 người, khả năng là không có thời gian để về nhà tôi tìm đâu. Tôi sẽ không như Dương. Dương làm căn phòng bí mật thì chỉ có quanh quẩn ở quê mới ở thành phố. Thì bây giờ tôi sẽ kiếm chỗ nào thật là xa tôi đi nhá. Thì phạm vi chơi hôm nay vẫn là toàn tỉnh Bắc Ninh nhá. Giờ các bạn đi làm căn phòng bí mật và trốn cùng tôi nào. Và người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngày hôm nay tôi sẽ ở trong căn phòng bí ẩn dưới chân cầu thang, nơi mà anh Dương đã từng làm, và hy vọng rằng ngày hôm nay tôi sẽ giành chiến thắng. Theo phân tích của tôi thì ba người đi trốn chắc chắn sẽ không đi ở ngoài đường, chắc chắn sẽ phải tìm một nơi nào kín đáo để trốn. Nếu mà đi ở ngoài đường thì tôi sẽ phát hiện ra ngay. Nói chung là Sáng, anh Côn, Phong sẽ không trốn ngoài đường, loại bỏ được ngoài đường. Thì bây giờ tôi sẽ đi tìm những chỗ nào mà kín đáo mà có thể làm được căn phòng bí mật, thì chắc là ba người họ sẽ trốn ở đấy. Vậy là tôi đã về tới nhà, không biết là Phong với cả anh Côn đang trốn ở đâu rồi. Lần này thì tôi sẽ cố gắng chế tạo một căn phòng bí mật tại nhà tôi thật kỹ càng, không để anh Dương bắt được nhá. Thôi đi tìm chỗ trốn thôi. Sau một thời gian đi tìm kiếm thì tôi đã tìm thấy một vị trí rất là thích hợp để làm căn phòng bí mật để trốn Dương nhá. Thì đây là dưới cái gầm cầu rất to này. Thì bây giờ tôi sẽ đi kiếm đồ đạc để làm căn hầm bí mật nhá các bạn nhá. Đây là toàn bộ số đồ đạc mà tôi đã chuẩn bị để làm căn phòng bí ẩn dưới chân cầu thang. Bây giờ tôi sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của anh trai Sáng Kiệt Sung để giúp tôi vận chuyển đồ đạc nhanh hơn, đỡ tốn thời gian và giúp tôi có thể lại giành chiến thắng cao hơn. Tôi nhận thấy ở những cái công viên ấy thường có một cái nhà vệ sinh, trong cái nhà vệ sinh rất là kín, khả năng cao là ba người họ sẽ trốn ở trong các nhà vệ sinh. Bây giờ tôi sẽ đi lục soát hết tất cả các nhà vệ sinh công cộng trên toàn thành phố, nhất định tôi sẽ tìm thấy cả ba người, lấy lại 30 triệu. Ở xung quanh đây thì có rất là nhiều bàn ghế với cây gỗ cũ này các bạn ạ. Bên đây thì có những cả cánh cửa. Đây là gần như là người ta một nơi tập kết đồ cũ rồi các bạn ạ, nhưng mà rất là hoang sơ, chắc là người ta bỏ rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tận dụng những cái cánh cửa này để tôi làm căn hầm bí mật nhá. Làm căn phòng bí mật ở trong bể cá sấu thì nghe có vẻ cuốn hút đấy, nhưng mà cá sấu rất là hung dữ, không ở trong bể cá sấu được đâu mọi người ạ. Ui ôi, nó đòi lên đớp tôi đấy. Tôi đi kiếm chỗ khác chế tạo căn phòng bí mật đây. Đưa cho em bộ máy tính anh Quang ơi. Tí anh giữ mà hỏi gì mà không biết nhá. Ở trong đây á, không biết đứng thắng em chia tiền thưởng em. Đây nước uống này, rồi bàn phím máy tính này, đóng cửa hội em luôn anh ơi. Bây giờ tôi sẽ dùng thời gian còn lại để setup lại căn phòng của tôi, và hy vọng rằng ngày hôm nay tôi sẽ chiến thắng. Như các bạn thấy ở công viên sẽ rất là thoáng này, không có là chỗ nào trốn luôn, chỉ có những cái chòi nhà vệ sinh như này thôi. Rất có khả năng là anh Côn với Sáng với Phong trốn ở trong các nhà vệ sinh. Và bây giờ vào tìm nhá. Trong này không ai. Tôi sẽ di chuyển sang công viên khác nha. Sau một hồi đi xung quanh nhà tìm kiếm thì tôi đã quyết định là chế tạo căn phòng bí mật ở trong cái hòn thóc này. Trốn ở trong hòn thóc này. Mấy hòn này anh Dương tưởng toàn hòn thóc, kiểu gì anh Dương cũng không tìm đâu. Thôi không nói nhiều nữa, tôi nghĩ là anh Dương sẽ đi tìm những chỗ thân thuộc đầu tiên, cho nên bây giờ tôi sẽ phải gấp rút chế tạo luôn căn phòng bí mật để trốn anh Dương thôi. Không biết anh Sáng và anh Côn đã đi chỗ nào rồi, trốn được chưa, và hy vọng rằng anh Dương sẽ không tìm ở cửa hàng để tôi có tỷ lệ thắng cao hơn. Sau một thời gian thi công, cái căn phòng bí mật của tôi sắp hoàn thành rồi các bạn ơi. Căn phòng bí mật toàn là cánh cửa rất là đẹp luôn nhá. Không biết hai người chơi cùng tôi hôm nay là Phong mới Sáng đã làm được căn phòng bí mật chưa, và Dương cũng đã bắt đầu đi tìm anh em chúng tôi chưa các bạn ơi. Tôi làm cái căn phòng bí mật đẹp như thế này thì khả năng tôi giành chiến thắng rất là cao các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi hoàn thành cái căn phòng bí mật này nhá các bạn nhá. Bên này là nhà vệ sinh nữ thì chắc chắn không ai dám vào. Bây giờ sẽ sang nhà vệ sinh nam bên này. Cùng ai? Anh Côn ơi, Sáng ơi, cùng ai? Trong đây còn có nhà tắm công cộng không?
không ai trong này. Như vậy là tôi đã set up xong căn phòng. Bây giờ tôi chỉ việc nhờ anh Quang đi mua cơm cho tôi, chứ tôi đói lắm rồi. Ở trong căn phòng bẩn này, vừa nóng vừa ngột ngạt này, không có tí hơi tí gió nào các bạn. Tôi vẫn sẽ chịu đựng được. Ồ, anh Quang mang cơm về rồi à? Ừ, cơm luôn anh. Ừ, cảm ơn anh nhé. May có anh Quang trợ giúp tôi chứ. Một mình tôi nghĩ là tôi chỉ đi ra ngoài nhiều lần ấy bị bắt. Trong cái hòm thóc này thì nhiều đồ quá, nhưng mà nhấc cái ra là được à? Vậy là tôi đã chế tạo và ngụy trang xong cho căn phòng bí mật. Bây giờ việc thêm ánh sáng, sau đó thêm đồ đạc là thành một căn phòng bí mật hoàn chỉnh để trốn anh Dưỡng nhá. Không biết giờ này thám tử Dưỡng đang ở đâu, bắt được ai chưa? Còn tôi thì vẫn chưa chế tạo xong căn phòng bí mật. Ôi, hồi hộp thế. Lần đầu tiên chế tạo căn phòng bí mật một mình thực sự rất là hồi hộp luôn. Wow! Các bạn ơi, thành quả của tôi sau 30 phút làm căn phòng bí mật nhé các bạn nhé. Nhà có mái hẳn hoi, có cánh cửa rất là to luôn các bạn ơi. Thì bây giờ tôi sẽ vào bên trong tôi set up nhé các bạn nhé. Tìm những nơi công cộng không khả thi, khả năng là mọi người cũng không trốn ở những nơi công cộng này. Bây giờ tôi lại phải thay đổi phương án. Nếu mà mình là anh Côn, mình trốn ở đâu? Mà nếu mình là Sáng, mình trốn ở đâu? Nếu mình là Phong, mình trốn ở đâu? Ừ đúng rồi, bây giờ mình phải phân tích tính cách của từng người, sau đó là mới đưa ra quyết định. Vậy là đã có điện rồi, bây giờ thì thêm đồ đạc vào trong căn phòng bí mật thôi. Wow, đồ ăn. Wow, đưa hết cho con đi mẹ ơi. Wow, tôi ở trong này chán quá thì tôi sẽ dùng bóng để chơi nhá. Còn gì không mẹ ơi? Ở trong này có máy tính để chơi game luôn. Còn cái vali tiền thưởng con đưa con lốt. Đây. Ôi. Thế. 10 triệu đấy mẹ ạ. Con mà thắng là con được 10 triệu trong này luôn. Quá, con thắng là thưởng tí nữa nhá. Anh Dương mà có về đây hỏi thì mẹ cứ bảo là không biết. Vậy là tôi đã ngồi trong căn phòng bí mật tôi chế tạo ra để trốn Dương nhá các bạn nhá. Thì bây giờ tôi sẽ bỏ đồ ăn ra căn phòng bí mật đẹp luôn các bạn ơi. Bỏ đồ ăn ra mà chỗ lại mà chưa đẹp thì tôi sẽ đi kiếm cái cây hoa hay là cây cảnh để tôi trang trí cái căn phòng bí mật của tôi nhá. Không biết giờ này anh Dương đang đi tới đâu rồi, bắt được ai chưa, bắt được ánh sáng này anh Côn chưa nữa. Tôi vẫn đang rất là hồi hộp. Tôi không có nhờ nữa. Bây giờ tôi sẽ đi ăn cơm thôi. Bây giờ phân tích của Phong trước đi, vì Phong nó chậm. Khả năng Phong sẽ trốn ở những nơi quen thuộc, tôi đoán là như vậy, giống như cửa hàng hay nhà Phong. Được, bây giờ tôi sẽ đi bắt những người dễ bắt trước nhé, đặc biệt là Phong. Bây giờ chú trọng bắt Phong trước. Như vậy để ăn no rồi, bây giờ tôi sẽ có nghỉ ngơi và tiếp tục đợi tối là tôi sẽ giành chiến thắng trong thử thách này. Hy vọng rằng anh Dưỡng sẽ không tìm ra tôi và anh Dưỡng sẽ bắt anh Sáng và anh Côn đầu tiên. Tôi nghĩ là tôi đã dọn dẹp sạch rồi nhưng mà không hiểu sao vẫn sót một con tiểu cường ở đây. Tôi không dám thò mặt ra ngoài và biết đâu tôi đang thò mặt ra ngoài thì sẽ gặp anh Dưỡng từ đi từ ngoài vào thì sao. Tôi rất là sợ, tôi có cảm giác như mỗi lần một vị khách đi từ ngoài vào mua hàng này tôi phải tưởng tượng đến anh Dưỡng là tim tôi muốn rớt ra ngoài. Wow các bạn ơi, căn phòng nhỏ quá, đồ ăn, máy tính rồi cái vali tiền thưởng cho vào là chật kín hết cả căn phòng luôn rồi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, vẫn đủ chỗ, vẫn ngồi được, vẫn thoải mái lắm, này có khi còn nằm được luôn. Vậy là tôi cũng đã set up đồ ăn xong các bạn ơi. Về làm căn hầm bí mật ở xa nhà ấy, không có nhiều dụng cụ với đồ đạc để làm căn phòng thật là đẹp các bạn ơi. Tôi chỉ mang được một ít đồ ăn thế này thôi, đây mà đem nút vàng nút bạc hay là cái tranh ảnh nào treo ở đây thì đẹp thôi rồi luôn đúng không các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ thế này là quá là ok để trốn được Dưỡng rồi các bạn ạ. Thì bây giờ tôi sẽ nghỉ ngơi một chút nhá các bạn nhá, về làm từ sáng bây giờ cũng mệt rồi. Bây giờ sẽ về cửa hàng tìm Phong nhá. Đầu tiên là cửa hàng của Phong, vì Phong làm việc ở cửa hàng mà khả năng cao là Phong sẽ trốn ở cửa hàng. Quên mất, còn cái xe tôi chưa đậy, tí nữa thì để sơ hở có manh mối cho anh Dưỡng tìm. Đậy cái xe lại. Ok, kín rồi đấy, thôi tôi đi trốn đây. Mẹ ơi, đậy lại cho con, đậy lại. Hả mẹ ơi, đậy kín vào cho con nhá. Ok, kín rồi đấy. Căn phòng của tôi thế này chắc là không được 2 mét vuông. Ở đây là dưới đất nhá các bạn ạ. Trên mái là các bạn nhìn này. Đấy. Đây tôi quay một vòng cho các bạn xem nào. Ngoài này là cửa này. Lúc nào mà tôi mà thấy Dưỡng phát hiện là ra tôi ở đây là tôi sẽ kéo hết vào các bạn ạ. Nhưng mà ở đây cũng sợ. Các bạn có thấy nghe tiếng xe cộ nó chạy ầm ầm không? Vì trên đầu tôi là cái cầu rất lớn các bạn ạ. Có khi nào giống như bên Trung Quốc không? Nó sập cầu một cái xe cộ người ngợm nó đè xuống tôi chắc là đi quá các bạn. Đúng ở trong này thì mày chạy đằng trời. Sao chạy đằng trời? Có ai biết đâu? Không ai biết nhưng mà chỗ này nó là anh thấy nhá, bao giờ ai về đây tìm cũng đục mấy chỗ này đầu tiên luôn. Đúng chỗ này đầu tiên nữa. Ok anh ấy, cảm ơn nhé. Tôi nghe lời góp ý của anh Quang, tôi sẽ di chuyển đến địa điểm khác. Chứ anh Quang nói thế cũng đúng đấy. Bởi vì đợt trước tôi về cửa hàng ấy, tôi lúc nào cũng lục chỗ gầm cầu thang này đầu tiên, cho đó đi vùng quanh nó lên tầng. Chắc tôi phải di chuyển địa điểm khác thôi. Tôi sẽ mang theo đồ ăn và nước uống rồi, còn máy tính và các đồ còn lại, đèn niếc là tôi sẽ để lại, coi như là đánh lừa anh Dưỡng. Tôi đã về đến cửa hàng, bây giờ tôi sẽ vào tìm. Đâu rồi? Ui,
cho nên có đèn. Khả năng có người trốn trong đây rồi. Khả năng bắt được một người trong đây rồi. Có đèn. Mới đang đấy canh cho anh nhá. Ai mà chạy ra bắt cho anh nhá. Có cả máy tính luôn. Có cả máy tính ở trong luôn. Vậy là tôi đã chế tạo xong căn phòng bí mật. Căn phòng này rất là kín. Căn phòng bí mật của tôi rất là tuyệt vời luôn. Có máy tính nhá. Bên dưới máy tính chính là vali thì là thưởng này. Ở bên này thì là đồ ăn này. Mọi người biết đấy. Tôi rất là thích ăn vặt. Tôi là tín đồ của ăn vặt thì đi đâu làm gì cũng không thể thiếu đồ ăn vặt được. Còn có bóng để cho tôi chơi luôn này. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Căn phòng chỉ vỏn vẹn tầm 2m2 thôi nhưng mà các bạn ơi, tôi ngồi hay là tôi nằm thì vẫn rất là thoải mái nhá các bạn ơi. Thế này dướng mà không tìm được tôi thì tôi có thể ở đây 2-3 ngày thoải mái luôn vì có rất là nhiều đồ ăn à. Các bạn thấy không? Trong này không có ai nhưng mà có dấu hiệu của làm căn phòng bí mật. Đây máy tính ở đây, đèn vẫn bật đây. Chắc chắn đã có ai từng làm căn phòng bí mật ở đây rồi. Nhưng mà bây giờ không có ai rồi. Sàn nhà vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ là người mới đi thôi. Nhanh nhanh đi tìm. Người mới đi thôi thì nhanh chóng tìm, khả năng vẫn ở trong nhà này thôi. Sau khi nghe theo lời góp ý từ anh Quang, tôi đã di chuyển đến một địa điểm mới khiến tôi cảm giác an toàn hơn. Và đây là chỗ mà tôi muốn làm căn phòng bí ẩn tiếp theo. Đây là những cái ống cống. Bây giờ tôi sẽ đi khảo sát vùng quanh xem có chỗ nào kín kẽ để tôi có thể làm căn phòng bí ẩn trong đấy không. Nói chung là căn phòng bí mật này của tôi đầy đủ tất cả các dụng cụ luôn. Mỗi tội ở trong này hơi nóng mọi người ạ. Khi mà tôi đậy cái lắp hòm này lại ấy, thì ở trong này rất là nóng mọi người ạ. Toát lên mồ hôi, khả năng là tôi đi ra ngoài lấy một cái quạt vào. Lấy quạt vào đây chứ không ở trong căn phòng bí mật này thực sự rất là ngột ngạt. Thôi ra ngoài lấy cái quạt nhá mọi người. Ê, không biết đến giờ phút này dướng đã bắt được ai chưa nhỉ các bạn nhỉ? Không biết sáng làm căn phòng kiểu gì, Phong làm căn phòng kiểu gì. Sáng thì nó đầu óc nó thông minh này, nó lại khéo tay. Tôi nghĩ thằng Sáng nó sẽ làm một căn phòng bí mật rất là đẹp luôn. Nhưng mà không biết có an toàn hay không thì tôi không biết. Còn Phong thì thật sự là các bạn biết rồi đó, không khéo tay và cũng không kiểu nhiệt huyết cho lắm ấy. Tôi nghĩ khả năng Phong hôm nay sẽ bị bắt đầu tiên chứ không thoát được dướng các bạn ạ. Vì đầu óc thằng dướng nó phân tích lầy lọ cũng rất là thông minh. Hy vọng hôm nay tôi là người duy nhất trốn thoát được dướng nha. Trong này rất khả nghi nhá. Trong tủ lạnh thì có ai không? Không có ai ở đây. Khả năng trên tầng 2 ở đây cũng không có ai. Chuẩn bị bắt được người rồi. Cái căn phòng của đây vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ ở đây có người. Tối thế nhỉ? Bật điện lên cho sáng tìm cho dễ. Có ai trong đây không? Không có ai trong cái hộp này. Không có ai. Không có ai. Nhà tôi thì có mỗi cái quạt này là cái quạt nhỏ nhất của mọi người. Cho cái quạt này vào cái chật hết phòng luôn. Hết chỗ để duỗi chân luôn. Mát thế này. Quá tuyệt vời. Căn phòng đầy đủ tiện nghi luôn. À đúng rồi, vừa lấy ra ngoài lấy cái quạt còn được mẹ cho thêm một cái đĩa hoa quả luôn. Ui ôi, phòng chật quá rơi hết hoa quả rồi. Mời các bạn ăn nhá. Các bạn nhìn cái căn phòng bí mật của tôi chế tạo đấy các bạn ơi. Thì các bạn bảo căn phòng bí mật của tôi là sẽ chịu được sức gió bao nhiêu các bạn ơi, báo bao nhiêu. Thì mưa ở đây là không thể ướt tôi rồi các bạn ạ. Vì tôi đang ở dưới cái gầm cầu rất là to. Cái căn phòng này của tôi đoán chắc phải gió cấp 10, cấp 1 giật trên cấp 11 mới làm đổ được. Đúng không các bạn? Rất là chắc chắn nhá, không phải vừa đâu. Đây tôi nghĩ là chỗ này thích hợp này. Bây giờ tôi sẽ mang đồ lên tiếp tục tạo một căn phòng bí ẩn ở đây. Và đợi đến tối sẽ giành chiến thắng. Căn phòng bí mật trong bức tranh thì có ai không? Cũng không có ai. Ô, căn phòng bí mật ở sau cái tủ cũng không có ai. Ô tài thật, rõ ràng cái căn phòng dưới gầm cầu thang vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người mới ở đây thôi. Thế mà không nhìn thấy. Nè trong vali này, nhẹ này là không có ai. Trong nhà vệ sinh, cũng không thấy ai. Nhưng mà tại sao căn phòng dưới gầm cầu thang lại có hơi ấm, chứng tỏ là người mới đi thôi. Ra đường đuổi theo, đuổi theo ngoài đường chắc mới chạy đâu. Chắc là biết tôi đến trong chạy. Bây giờ tôi sẽ đuổi theo nhá. Chế tạo xong căn phòng bí mật rồi thì bây giờ tôi không sợ anh Dưỡng về đây tìm để bắt tôi, bởi vì căn phòng bí mật này quá kín, không ai nghĩ ra luôn. Ở bên cạnh tôi còn có một cái hòm thóc nữa. Làm sao mà anh Dưỡng biết được? Mẹ tôi lại bịt rất là kín cho tôi rồi. Xe máy thì tôi cũng đã đậy lại rồi. Thế thì không thể nào mà anh Dưỡng tìm được ra tôi. Anh Dưỡng ơi, làm sao mà bắt được em? Nhất định lần này em sẽ là người giành chiến thắng. Giờ thì tôi đã ra ngoài một tí cho nó thoáng các bạn ơi. Đây là cung cảnh xung quanh cái căn hầm bí mật của tôi nhá. Cầu rất là to. Ở ngoài kia là bờ sông. Đang có cái tàu nó đi qua rất là to kìa. Vùng quanh thì trồng rất là nhiều cây ăn quả các bạn ơi. Để vị trí căn hầm bí mật tôi kia các bạn ơi. Các bạn thấy tôi chọn cái chỗ này để làm căn phòng bí mật trốn dướng có ok không? Tôi nghĩ khá là ok đấy. Dướng mà lướt qua đây mà không tìm ký thì cũng không thể nào mà thấy được các bạn hiểu không? Bao quanh đều có cống nước. Đây toàn khe cống ống nước này. Mặt trước tôi thì nhìn thấy xe máy, không sợ bị mất. Sau lưng thì có rất nhiều đồ ăn. Khi nào tôi chán thì tôi sẽ uống nước suối hoặc là nước ngọt. Đói thì ăn bim bim hoặc là gà khô. Như vậy là tôi đã làm xong căn phòng bí ẩn của tôi. Bây giờ tôi tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi với hy vọng rằng anh Dưỡng sẽ không tìm ra chỗ tôi, bởi vì Bắc Ninh rộng lắm. Mấy em đứng đây lâu chưa? Hai tiếng rồi. Thế có ai chạy thấy anh cô này Sáng hay Phong chạy hướng nào không? Vừa chạy qua đây rồi. Chạy hướng này á? Vâng.
không? Có manh mối rồi, đuổi. Khả năng là ai đó mới chạy thôi. Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp, chưa chạy được xa đâu. Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Theo tính toán của tôi là căn phòng của đấy vẫn còn ấm, tức là một ai đó mới chạy được cách đây khoảng độ 5-10 phút, chắc là chạy được khoảng độ 1-2 km quanh đây thôi. Bây giờ tôi nhanh chóng khả năng vẫn bắt được. Căn phòng bí mật này của tôi thì hơi chật chội một chút, không còn chỗ để ngồi luôn. Máy tính với phần thưởng rồi cái quạt là đã chắn lấp hết rồi. Tôi phải co ro chân lại. Nếu mà cứ trốn như này từ giờ tới cuối ngày khá là mỏi. Khả năng là tôi phải tìm cách để dọn dẹp lại căn phòng, sắp xếp lại cho nó ngăn nắp để tôi có thể ngồi ở trong này thoải mái chờ tới lúc nhận phần thưởng nhá. Đi làm căn phòng bí mật trốn giếng từ sáng đến bây giờ đói rồi các bạn ơi. Giờ này mà kể có tô phở hay là cái bát bún chả chấm thì ngon thôi rồi các bạn ơi. Tôi có chuẩn bị bánh mì và nước lọc và đồ ăn đây rồi. Tôi sẽ ăn tạm cái này nhá, để bao giờ giành chiến thắng thì ăn bao nhiêu cái tô phở hay là bao nhiêu cái tô bún chả cũng được, đúng không các bạn? Không biết giờ này anh đã đi được đến đâu rồi, đến địa điểm nào chưa và đã bắt được ai chưa? Tôi hy vọng rằng là bắt được cái sáng đầu tiên để cho anh ấy khỏi gáy. Nếu mà tôi thua thì tôi vẫn thắng được cái sáng. Đi vòng vòng từ nãy mà vẫn chưa thấy ai, tiếc thế nhỉ. Giá như mình đến sớm hơn một chút là khả năng mình bắt được một ai đó ở cửa hàng rồi, hay là phong khả năng phong trốn cửa hàng sao nào biết mình đến trong chạy, khả năng cao như vậy. Còn anh Côn mới sáng khả năng không trốn ở những nơi quen thuộc đâu. Anh Côn mới sáng thông minh lắm, đúng rồi, khả năng phong ấy. Phong ơi, em đang ở đâu Phong ơi? Cái máy tính này tạm thời tôi chưa dùng đến, cho nên là tôi sẽ gặp nó lại, sau đó thì cất nó đi để cho nó rộng chỗ. Vậy là đã có thêm rất là nhiều không gian cho tôi duỗi chân thoải mái luôn. Ui, từ nãy giờ mình quên mất, mình không nghĩ ra ngay từ đầu. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại một cái là tôi có chỗ để duỗi chân thoải mái luôn. Bây giờ thì tôi đã có thể thoải mái chờ tới hết ngày hôm nay để nhận lấy cái phần thưởng 10 triệu đồng này thôi. Anh Dưỡng làm sao mà tìm thấy được tôi? Sáng tia su chiến thắng. Vậy là tôi đã ăn uống lo say nhá các bạn nhá. Thì bây giờ chắc là tôi sẽ chợp mắt một tí các bạn ạ. Vì đêm hôm qua xem cúp C1 hay quá. Sáng nay đi trên đường tìm chỗ trốn đi xe máy, mắt cứ ngủ gà ngủ gật các bạn ạ. Chỗ này mát mẻ không như chỗ trong ngầm cầu thang, nóng nước chật chội. Ở nơi làm việc đã không tìm thấy ai rồi thì bây giờ tôi sẽ quyết định là về nhà. Khi cầm tiền thì chỉ có về nhà, mang về nhà tiêu được. Một là cầm tiền về cho mẹ, hai cầm tiền về cho bố, ba là cầm tiền cho vợ. Nhưng mà sáng với Phong chưa có vợ thì cầm tiền vào cho bố mẹ, thì bây giờ cũng có thể là về nhà rồi. Ngồi buồn buồn mở cái phần thưởng ra ngắm vậy mọi người. Wow, 10 triệu đồng. 10 triệu đồng này chắc chắn sẽ thuộc về tôi nhá mọi người. Tôi sẽ là người giành chiến thắng nhận được 10 triệu đồng. Bảo ngủ một giấc mà khó ngủ ầm các bạn ơi. Ở dưới gầm cầu cái xe nhỏ nó đi qua thì không sao, chứ có xe to nó đi qua rung cả đất ở dưới đây các bạn ạ. Đói ăn cái bánh mì không biết còn hạn sử dụng không. Mà ăn bánh mì xong giờ nhăn nhăn đau bụng các bạn ạ. 18 tháng 4 năm 2024 hôm nay là bao nhiêu rồi các bạn nhỉ? Còn hạn sử dụng hay không còn hạn sử dụng đấy? Đau bụng thế. Chắc phải đi mua thuốc uống rồi các bạn ơi. Tôi thò đầu ra xem để ý ký vào nhá. Không nhớ đầu dướng nó quanh quẩn ở đây, đi mua thuốc uống là nó tóm sống là chết các bạn ơi. May quá các bạn ơi, không có dướng. Thì bây giờ tôi sẽ đi mua liều thuốc về tôi uống xem có đỡ đau bụng không nhá. Tôi đã nhận được một thông báo từ anh Quang, đó là khi tôi rời khỏi cửa hàng thì anh Dưỡng đã về cửa hàng tìm kiếm. Rất may là tôi đã đi khỏi cửa hàng, chứ nếu không là tôi đã bị Dưỡng bắt sống rồi. May thế anh Quang ơi, em cảm ơn anh nhá. Nếu mà tối em giành chiến thắng em sẽ chia tiền thưởng cho anh. Trên đường đi về tôi thấy có cái gầm cầu này rất khả nghi. Cái gầm cầu này chúng tôi cũng quay rất nhiều clip ở đây. Vì vậy bây giờ chúng tôi sẽ đi xuống đây kiểm tra. Đây là một cái gầm cầu rất là lớn, rất nhiều chỗ để trốn. Tôi thấy ở đây có một cái hầm này. Đây kiểm tra xem qua này cho em. Không thấy có ai. Tôi tìm hết một vòng ở đây rồi nhưng mà không thấy ai ở đây cả. Không biết mọi người trốn ở đâu mà kỹ thế nhỉ. Thôi tiếp tục đi về quê tìm thôi. Ngồi ở trong này một lúc mà đau hết lưng rồi mọi người ạ. Bây giờ là chỉ muốn nằm thôi. Mặc dù là có quạt nhưng mà vẫn rất nóng. Tôi vẫn bị chảy mồ hôi mọi người ạ. Khả năng bây giờ tôi thử nằm xuống xem thế nào. Xem chỗ này có nằm được không. Các bạn ơi, căn phòng bí mật của tôi hơi chật chội, hơi bí bách. Nằm là phải co ro như này, co chân lên như này thì mới nằm được này mọi người. Đấy, căn phòng bí mật của tôi hơi chật chội nhưng mà vẫn đủ, vẫn nằm được nhá mọi người nhá. Căn phòng bí mật của tôi nằm được. Không phải thổ địa ở đây các bạn ơi. Đi tìm từ lấy mà không thấy cái hiệu thuốc nào các bạn. Này, mất thời gian quá các bạn ơi. Giờ phải nhanh chóng đi tìm hiệu thuốc thôi. Không cứ quanh quẩn ở đây lằng nhằng lại gặp thằng Dướng bắt là thấy bà luôn. Thời gian thì trôi qua được khá khá rồi. Phải công nhận một điều là ngồi một chỗ như này tôi cảm giác rất là chán, buồn bực, không có gì để làm ngoại trừ nghịch điện thoại cả. Còn mọi lần tôi đi tìm ấy là tôi đi đây đi đó có thể là giết thời gian nhanh hơn. Thế là Tôm Tép không đi ai về nhà? Không. Cảm ơn Tôm Tép nhá, nhưng mà chú vẫn phải tìm. Chú rất là tin tưởng Tôm Tép nhưng mà chú vẫn phải tìm, mất công về đây rồi mà chẳng may bố cô này chú Phong hay chú Sáng trốn ở đây thì chú mất công không tìm thấy phải không? Hello, có ai đây không? Anh Côn ra đây. Đây là một cái kho để đồ. Côn ơi, không có ai ở trong cái kho này cả. Chuồng gà có không ta? Có ai làm căn phòng bí mật ở trong chuồng gà không? Ngủ gà.
chỉ có mấy con gà thôi. Mày ao này qua hay không? Và nhà tìm. Không biết là Phong với anh cô đang chế tạo căn phòng bí mật ở đâu rồi, đã ai bị bắt chưa? Mọi người bình luận xuống bên dưới xem là ai bị bắt chưa nhá. À còn nữa, các bạn thấy căn phòng bí mật của tôi mà đẹp mà hấp dẫn ấy thì nhớ là like và subscribe cho video này nhá. Ở cái clip chế tạo căn phòng bí mật ở trong xe Mip thì tôi với anh cô đi chung với nhau chế tạo một căn phòng thì đã bị anh Dưỡng bắt rất là nhanh. Lần này thì ba anh em chúng tôi đã thay đổi chiến thuật, đó chính là mỗi người chế tạo một căn phòng bí mật khác nhau. Như vậy thì tỷ lệ để anh Dưỡng bắt được cả ba người rất là khó. Anh em chúng tôi chắc chắn là sẽ có người giành chiến thắng nha mọi người. Hy vọng tôi sẽ là một người giành chiến thắng trong ba người đấy. Mày quá các bạn ơi. Cuối cùng đi hơn nửa tiếng cũng kiếm được hiệu thuốc, mua thuốc để uống cho đỡ đau bụng các bạn ơi. Hy vọng sau khi uống thuốc thì sẽ hết đau bụng nhá các bạn nhá. Bây giờ đang là gần chiều tối rồi, tôi thấy có mấy người cái hình dáng rất là giống anh Dưỡng khiến tôi lo lắng hồi hộp. Tôi sẽ phải ngó nghiêng xem cả hai hướng xem là có phải xe ô tô của anh Dưỡng động gần đây không. Nếu mà có động tĩnh của anh Dưỡng thì tôi chắc chỉ có giấu xe đi thôi, chứ để xe ngoài này tôi sợ nó quát lắm. Ê đồ, có ai đây không? Trốn kỹ ghê ra. Gì đấy? Vật cầu lông giá rẻ. Đây là vật để bán ở tại nhà, 140 một đôi nhá. Mọi người muốn mua vật giá rẻ mọi người đến nhà Phương Dưỡng nhá. Nhà vệ sinh, nhà tắm không có ai. Kiểm tra ở trên nóc nhà là xem có ai không. Kéo anh côn lại trốn ở trong phòng ngủ anh côn. Có khi là anh côn ở trong tủ quần áo chúng ta. Thôi, tủ này khóa rồi. Chị Đáo ơi, anh cô trốn trong này phải không? Mở ra. Nhanh lên, mở. Ở trong này chán quá, tôi phải bỏ máy tính ra để chơi game giết thời gian. Chờ cho hết thời gian, từ bây giờ tới cuối ngày thì tôi sẽ giành chiến thắng và nhận được cái phần thưởng, đó chính là vali 10 triệu đồng này. Không biết giờ này sáng mới Phong thế nào rồi nhỉ các bạn nhỉ. Đâu bây giờ thử gọi điện cho sáng xem thế nào nhé các bạn nhé. Xem sáng đã bị bắt chưa và xem căn phòng bí mật của sáng có đẹp không nhá. Em ơi, nhìn căn phòng của anh này đẹp không? Em ơi đây, phòng bí mật của anh cái cửa kiếp đoàn hoàng cái này. Em ơi, nhìn đồ ăn gì đây? Ui giời. Chưa, các bạn ơi, vậy là sáng chưa bị bắt nhá, sáng vẫn đang nói chuyện với tôi, còn không biết Phong thế nào rồi. Anh cũng nghĩ thế mà. Ok. Đằng này không có. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục chui vào trong tôi nằm thôi, chứ cứ thò đầu ra ngoài với đôi Dưỡng nhìn thấy khả nghi thì chạy vào kiểm tra đấy. Hay là làm căn phòng bí mật dưới gầm giường tiếp ta. Hello. Chào. Yeah. Đây, con trong này này. Đây, bắt đi. Người nào cũng được dưới. Không có anh côn ở trong này thật, nhưng mà vẫn phải kiểm tra gầm giường. Nhìn qua khe vậy. Hello. À, không có ai đây. Lật được cái giường lên tìm mà toát mồ hôi. Có thật là anh côn không có nhà không? Để đỡ phải tìm. 100% luôn. Tôi tin tưởng chị dâu của tôi. Lên nhà Phong tìm. Lâu rồi không chơi game, chơi có một lúc thôi mà chán ơi là chán, không biết chơi như thế nào luôn. Không biết chơi game gì mọi người ạ. Lâu rồi tôi không chơi game ấy. Thì giờ lại ngồi nghịch bóng vậy. Bóng này thì tôi lấy ở trên cửa hàng nhá. Bạn nào muốn mua bóng hay là mua vợt cầu lông thì đến cửa hàng PHD Sport 139 Nguyễn Gia Thiều mua nhá. Tôi lấy ở cửa hàng để đem về căn phòng bí mật này nghịch cho đỡ chán ấy mọi người nhá. Sáng vẫn đang an toàn các bạn ơi. Không biết sáng đang làm căn hầm bí mật ở đâu mà cũng gọi là kín lắm các bạn ơi. Bây giờ sẽ lên nhà Phong tìm nhé. Đây là nhà Phong. Phong ơi, khóa cửa. Đã đang Phong ở trong này rồi. Phong ơi, cầm tiền trốn ở nhà. Phong ơi, đây là phòng ngủ của Phong nhá. Có lẽ nào ở trong đây? Hello. Tài nhỉ, trốn đâu kỹ thế nhỉ? Tìm tiếp trong nhà này, cái gì cũng Phong ở nhà. Phong nó không được thông minh như người khác, nó sẽ chỉ trốn ở những nơi quen thuộc thôi. Máy ra không có. Phong này khóa cửa. Phong này thấy Phong bảo là Phong có mẹ Phong nên Phong mẹ Phong khóa cửa. Tiếp tục lên gác. Trên gác còn nhiều chỗ trốn. Chờ ở trong này rất là lâu rồi, tôi không biết thời gian bởi vì tôi đậy rất là kín. Không biết là bên ngoài trời như nào, vẫn còn sáng hay là đã tối chưa thì tôi không biết. Tôi cứ ngồi trong này chờ anh Dưỡng thông báo hết thời gian rồi. Nóng lực như này có một hớp coca uống vào quá tuyệt vời. Xong lại được trốn ở trong một cái căn phòng kín đáo như này nữa. Wow, đây là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi nhá mọi người nhá. Đây là lần đầu tiên tôi chế tạo và ở trong một cái căn phòng bí mật như thế này thì cảm giác của tôi rất là vui khi mà mình đã chế tạo được căn phòng quá tuyệt vời như này luôn, đầy đủ tất cả các tiện nghi. Ngoài ra thì tôi cảm thấy rất là hồi hộp và lo sợ là anh Dưỡng tìm ra tôi ý, xong là bắt được tôi, thế là tôi bị mất phần thưởng 10 triệu đồng. Cái phần thưởng này có thể là của tôi hoặc là không là của tôi. Đi tìm thì cảm giác hết ngày rất là nhanh các bạn ơi, mà đi làm căn phòng bí mật để trốn thì cảm giác lâu thật các bạn ơi. Cứ nằm rồi ngồi ở đây rồi đi ra đi vô các bạn ơi, trời vẫn chưa hết tối luôn các bạn ơi. Đến giờ phút này không biết ai đã bị bắt chưa các bạn ơi. Tôi thích cảm giác đi tìm hơn các bạn ạ. Hay là mình đi tìm mình quen rồi, là đây là thứ hai mình đi trốn thì mình cảm giác thế không biết các bạn ạ. Ngoài trời đây là gần 5 giờ rồi nhưng mà vẫn rất là sáng nhé các bạn nhé.
thì trời ngoài Bắc bây giờ chắc phải 6 giờ mới tối các bạn ạ. Trong đây có một cái kho, bây giờ tôi xem vào. Phong ơi, không thoát đâu em ơi. Phong ngồi bắt đĩa đâu đây, Phong ơi. Không ai trong này. Thế nào Phong trốn kín thế nhỉ? Khả năng trên này có. Trên này là mái tôn là hết chỗ trốn rồi, kín hết rồi. Vậy là nhà Phong không có ai. Vậy là tìm xong nhà anh Côn, nhà Phong. Bây giờ sẽ ra tìm nhà Sáng. Anh Dưỡng về rồi đấy, mẹ này cẩn thận nhá. Đậy kín vào. Ui các bạn ơi, anh Dưỡng về. Vậy là anh Dưỡng đã về tới quê tìm mọi người. Nhưng mà không sao cả, căn phòng bí mật này của tôi rất là kín. Hy vọng là anh Dưỡng không tìm thấy tôi nhá. Bây giờ tôi sẽ không nói gì nữa. Căn phòng bí mật này của tôi rất là kín. Chỉ cần không nói, không phát ra tiếng động là anh Dưỡng chắc chắn sẽ không biết được tôi ở đây đâu. Trời cũng đang tối dần rồi các bạn ơi. Rất là nhiều các bác đang đi tập thể dục ở kia. Thế tức là sao? Tức là cơ hội chiến thắng của tôi cao hơn rồi. Vì sắp đến cuối ngày rồi các bạn hiểu không? Hy vọng hôm nay tôi sẽ là người chiến thắng và nhận được phần thưởng nhá các bạn nhá. Dạo này đang bí quá các bạn. Còn hết nữa, không có ai, cũng không có ai luôn. Trong này nóng lắm mọi người ạ, bịt rất là kín, hấp hơi vào. Cái quạt này quạt không ăn thua, cái quạt này chạy nhưng mà vẫn nóng mọi người ạ. Mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa luôn. Mặc dù là đang bật quạt đấy, làm một clip cho mọi người xem thực sự rất là vất vả như thế đấy mọi người ạ. Thì mọi người nếu mà thấy những clip của mấy anh em chúng tôi hay ấy, thì mọi người cứ bấm like và chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nhá. Tất cả mọi người xem thì tôi vui, tôi phổ cập được video ra nhiều các nền tảng khác nhau và phổ cập được nhiều người xem hơn. Phong ơi, à? Em bị bắt chưa? Chưa. Ôi các bạn ơi, đến giờ phút này mà Phong vẫn chưa bị bắt các bạn ạ. Chưa bị bắt thật à? Mạnh thế. Ôi các bạn ơi, đến giờ phút này là gần 6 giờ rồi mà Phong tưởng tồi tệ thế nào mà vẫn chưa bị bắt các bạn ạ. Vậy là vẫn chưa ai bị bắt hết. Sao Dưỡng hôm nay tìm tồi tệ thế nhỉ các bạn nhỉ? Cứ tưởng là giờ phút này chỉ một mình tôi chưa bị bắt, hóa ra là giờ phút này ba anh em vẫn chưa ai bị bắt các bạn ạ. Căng thẳng kịch tính thật các bạn ơi. Tiếng xe máy chắc là của mẹ tôi đi đấy. Ui, giật cả mình luôn. Ôi tim đập thình thịch luôn này. Tại vì lúc nãy mẹ tôi thông báo là anh Dưỡng về rồi. Nhưng mà thôi không sao, không sao, không sao nhá mọi người nhá. Nhưng mà anh Dưỡng thực sự rất ma mãnh. Luôn. Anh Dưỡng cái gì cũng có thể tìm ra. Liệu rằng tôi có bị bắt không nhỉ? Đây là nhà Sáng Thiện Xu, bây giờ tôi sẽ vào đây tìm. Sáng Xu, bắt được Sáng Xu rồi. Bắt được Sáng Xu rồi này. Sáng. Ờ, chê mọi người thôi, đấy là con mèo nhá. Tôi đi tìm Sáng. Vào trong nhà Sáng tìm trước. Sáng ơi, hello. Anh Dưỡng đang tìm ở trong nhà mọi người ạ. Hy vọng là anh Dưỡng không bắt được tôi nhá. Vừa tôi nhận được một cuộc gọi từ anh Côn. Và anh Côn hỏi tôi là Phong ơi bị bắt chưa. Tôi trả lời là chưa. Thế là anh Côn mở rồi. Thế các bạn ơi, thế là Phong chưa bị bắt. Theo suy luận hiện tại của tôi ấy, là anh Côn và tôi chưa bị bắt thôi. Còn anh Sáng tôi rất là nghi ngờ. Biết đâu được ấy, anh Sáng đã bị anh Dưỡng bắt rồi. Và hiện tại nếu mà anh Sáng điện cho tôi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nghe máy. Bởi vì ấy, biết đâu được ấy, nếu mà tôi nghe máy tôi nói địa chỉ của tôi với anh Sáng, là anh Sáng nói với anh Dưỡng là tôi bị bắt thì sao. Nên nếu mà anh Sáng điện tới tôi sẽ không bao giờ nghe máy đâu. Tìm hết trong nhà rồi không thấy. Bây giờ sẽ ra ngoài vườn nhá. Ngoài vườn này khá là rộng. Ở đây có tủ lạnh này. Hay là căn phòng bí mật ở trong tủ lạnh tiếp ra. Sao tủ lạnh đặt ở bên ngoài ngoài sân thế này? Sáng ơi. Xe của công ty Sáng Thiện Xu đây, mũ bảo hiểm của Sáng đây. À, chính thức là Sáng trốn ở nhà rồi, phát hiện ra xe rồi. Dây của Sáng Thiện Xu luôn này ơi. Chuẩn bị lấy lại được 10 triệu rồi. Sáng Thiện Xu đi xe của công ty về đây là biết Sáng Thiện Xu ở nhà rồi nhá. Khả năng là trốn ở trong hòm thóc này thôi. Hòm thóc này đầy không có ai cả. Đây, khả năng Sáng Thiện Xu tiếp tục làm căn phòng bí mật ở đây. Ui, cái gì bật điện đấy? Này là cái gì? Hòm gì này? Trong đây có ánh sáng điện luôn này. À, bắt được Sáng rồi. Sáng Thiện Xu trốn ở trong hòm thóc, ui nóng thế. Sáng Thiện Xu trốn ở trong hòm thóc mà. Ở trong này phải tắt quạt đi, không sợ anh nghe thấy mà cuối cùng vẫn bị bắt. Ờ, tại anh thì anh đèn. Anh tưởng cái này là cái phòng ấp trứng ấy. Ấp trứng để cho lở ấy, của chú Chiên ấy, của bố Sáng ấy. Vậy là bắt được Sáng Thiện Xu rồi nhá. Tiếc thế. Mới bắt được em à? Mới bắt được em thôi. Trốn ở đây, mới để xe ở đây. Cách nhau có 1 mét này thì chả bị bắt thôi em ơi. Anh tưởng em thông minh như nào mà cuối cùng. Vậy là bắt được Sáng Thiện Xu, tiền của anh đâu đây đây. Chất phòng bí mật khá ghê nhỉ. Ok. Vậy là tôi đã lấy được 10 triệu đồng từ Sáng Thiện Xu. Chính thức là bắt được Sáng Thiện Xu rồi nhá. Ok, tạm biệt Sáng. Đèn thế. Thế nào lại bị anh Dưỡng bắt được. Anh cứ đến những địa điểm quen thuộc là nhà trước. Thế cuối cùng bắt được em đầu tiên. Em là người bị bắt đầu tiên. Biết thế trốn những cái địa điểm kỹ càng hơn thì không về nhà có vẻ tốt không? Em ở trốn xa xa là không về nhà là cả năng anh không bắt được đâu. Nhưng mà anh biết là kiểu gì cũng có đứa tồi tệ về nhà trốn được không? Anh đoán thế nên anh về nhà anh bắt. Tìm nhà anh cô hôm qua rồi, nhà Phong hôm qua rồi. Cuối cùng tìm nhà Sáng là thấy bắt được Sáng. Ok, lấy lại được 10 triệu. Ủa, tiếp tục đi tìm anh cô với Phong thôi. Buồn vệ sinh quá các bạn ơi. Phải ra bờ sông Ị Phát các bạn. Đây là vườn cây nhà
người ta không ị được các bạn ơi. Ra ngoài vẫn không quên cầm theo cái này nhá. Không cầm theo cái này mà mất cái vali này là chết các bạn ạ. Thật sự là rất là khó khăn. Trời thì sắp tối rồi, mọi người nhìn thấy là trời sắp tối rồi. Nhưng mà tôi mới chỉ bắt được sắn xu thôi. Vẫn còn anh Côn với cả Phong cơ. Bây giờ tôi lại di chuyển đi tìm tiếp nhá. Phong trốn kỹ thế nhỉ. Lúc đầu tôi cứ tưởng là Phong trốn ở công ty với cả ở nhà Phong thôi, nhưng mà không tìm đến Phong. Ngờ Phong lại trốn kỹ thế. Bây giờ tôi đi trên đường thấy chỗ nào âm u thì tôi rẽ vào tôi tìm. Hiện tại tôi đang cực kỳ vui, cực kỳ hồi hộp bởi vì trời đang càng ngày càng tối nhanh hơn và tỷ lệ chiến thắng của tôi càng ngày càng cao. Chỗ này có mấy cái bụi âm u, khả năng là trốn ở đây được. Không thấy có ai ở đây. Trên kia có mấy cái bụi chuối, không biết có ai trốn ở đây không. Không có ai ở đây. Anh Côn và Phong trốn kỹ thế nhỉ. Tôi phát hiện ra một cái gầm cầu nữa, rất khả nghi. Có rất nhiều bụi rậm xung quanh để lẩn trốn. Cái gầm cầu này rất là to luôn. Thì đây là một cái cây cầu gọi là lâu đời ở tỉnh tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm. Ấy, có lối xuống nữa này. Hello, có ai đây không? Hiện tại tôi đang nhờ Sáng quay phim rồi nhá. Có ai đây không ta? Phong ơi, anh bắt được em rồi Phong ơi. Đấy các bạn này, đây là sông Đuống quê tôi này. Thì cái sông nó khá là to nhá. Rất là nhiều tàu bè đi lại luôn. Thôi xuống đây vệ sinh cái rồi. Ui các bạn, như dướng đi tìm ở bên kia kìa. Bây giờ lấp vào cái cây này tôi zoom lại cho các bạn coi nhá. Ủa kia là thằng Sáng bị bắt rồi sao à? Tán đi quay cho dướng rồi. Thôi các bạn ơi, tôi chạy về căn phòng bí mật đây. Anh Côn ơi, theo phân tích của tôi là chắc chắn Phong với anh Côn sẽ trốn ở những nơi gọi là bụi rậm như này. Nếu mà trốn ở những nơi đông người ấy, thì người dân sẽ xì xào. Người dân bảo là ô chúng nó làm gì này. Người dân sẽ tụ lại, sẽ mất trật tự an ninh. Nói chung là tôi dự đoán thôi là chắc chắn là anh Côn với Phong sẽ trốn ở những nơi hoang dã như này. Để không ai biết, để không ai làm phiền. Bắt được Phong em ơi, Phong ơi chạy đây cho tao Phong ơi. Mày bắt được Phong rồi nhá. Bắt giả vờ thôi, không tìm thấy ai cả. Tôi mạo hiểm đi vào những bụi rậm như này. Rất là nhiều rắn rết nhưng mà tôi vẫn đi vào. Để vì một cái clip, một cái video thật hay. Vì vậy mọi người hãy like, subscribe, đăng ký kênh, chúc kênh 10 triệu sub nhá. Tiếp tục đi tìm. Ôi ôi ghê quá các bạn ơi. Dướng nó có tìm gầm cầu đối diện ở bên kia không biết. Nó có sang tìm cái gầm cầu ở bên này không các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Hay là tôi di chuyển cái căn nhà bí mật này đi nơi khác rồi các bạn ơi. Chỗ này có cái bậc ra, không có anh Côn mới Phong ở đây không. Chỗ này ra được, chỗ này ra được. Không có ai ở đây cả. Tìm hết cả cái gầm cầu này rồi nhưng mà không thấy ai cả. Ông trời ơi, ông trêu con à. Nhưng tính toán là con bỏ sông bỏ bể hết rồi. Tôi tìm hai cái gầm cầu rồi nhưng mà không có ai. Trời sắp tối rồi, tôi phải nhanh chóng di chuyển đi tìm tiếp và không bỏ cuộc, không thể nào bỏ cuộc được. Tiếp tục đi tìm. Nhưng mà khó các bạn ơi. Trời tối rồi. Tôi nghĩ chắc thằng Dướng nó tìm ở gầm cầu đối diện bên kia rồi, nó sẽ không sang đây tìm đâu các bạn ạ. Tôi cứ ở cái căn phòng bí mật này thôi nhá các bạn nhá. Chứ trời tối rồi không thể nào mà di chuyển đến làm căn hầm bí mật khác được các bạn ạ. Tôi lại tiếp tục phát hiện ra một cái gầm cầu rất là rộng lớn. Bây giờ tôi sẽ đi tìm. Nhớ đâu anh Côn mới sẽ Phong trốn ở đây. Nhìn trong đây âm u rất dễ để là làm cái căn phòng bí mật để trốn. Hy vọng là cậu Dướng sẽ không sang đây các bạn ơi. Vậy là tôi đã đóng cửa kín cái căn phòng bí mật của tôi rồi nhá các bạn nhá. Mà tôi sợ gì các bạn ơi. Căn phòng bí mật của tôi mà không bật máy quay lên là tối mịt luôn. Những lần trước thằng Dướng nó làm ở căn phòng bí mật nó bị bắt là do có ánh điện. Nhưng mà căn phòng bí mật của tôi làm gì có ánh điện đâu. Kể cả cho Dướng sang đây tìm, nếu mà Dướng không vào mở cái cửa, mở cái căn nhà phòng bí mật này của tôi ra thì không bao giờ bắt được tôi, đúng không các bạn ơi. Thì bây giờ tôi sẽ tắt máy quay đi và tắt flash đi, các bạn xem có tối không nhá. Đã tìm hết cả cái gầm cầu rồi nhưng mà không thấy ai đây cả. Cả một cái gầm cầu rộng lớn như này mà không tìm thấy ai. Mất bao nhiêu thời gian, trời sắp tối rồi. Đầu óc tôi bây giờ đang gọi là rối bời, không biết anh Côn với Phong trốn đâu nữa rồi. Kiểu bao nhiêu tính toán tôi bây giờ đổ sông đổ bể hết rồi. Bây giờ không biết làm nào bây giờ. Thôi tiếp tục đi tìm tiếp, không được bỏ cuộc. Anh ơi, trời sắp tối rồi, anh bỏ cuộc đi. Không bỏ cuộc được. Tiếp tục đi tìm nhá. Thôi bỏ cuộc đi, tối rồi, tối là không tìm được đâu. Kinh nghiệm bao nhiêu năm làm thám tử của em lại không biết. Anh không có bỏ cuộc em ơi. Có cả mấy chú bỏ bộ đội đi đâu về kìa. Anh Dưỡng mày càng ngày càng kiếm khó được ra tôi rồi. Bởi vì trời tối làm sao nhìn thấy được. Vì tôi nói không rõ nữa. Bởi vì tôi đang hồi hộp, tôi đang sắp chuẩn bị được cầm một vali tiền. Tôi không nghĩ là lần này tôi sẽ giành chiến thắng trước anh Dưỡng. Bởi vì mọi lần ấy là ba anh em chúng tôi sẽ đi tìm anh Dưỡng, nhưng lần này là anh Dưỡng sẽ đi tìm ba anh em chúng tôi. Bây giờ tôi chỉ phải ngồi đây nằm xuống hưởng thụ và nhưng mà muỗi đốt quá. Không sao cả, tôi vẫn sẽ cố gắng ngồi đây chấp nhận bị muỗi đốt để lấy phần thưởng. Ở đây lúc chiều lắng lôi thì không có muỗi các bạn ơi. Giờ tối rồi, nơi ẩm ướt các bạn ơi. Chân tay là muỗi đốt sưng hết rồi các bạn ơi. Ngứa hết người rồi các bạn. Từ lần sau mà đi chơi kiểu như thế này phải đem một bình xịt muối đi để xịt vùng quanh phòng mới được, chứ không đến này sưng hết tay chân làm gì các bạn ạ. Chỗ này đâu ta, đầu óc đẩy số chứ nào. Bây giờ tôi sẽ đi tìm những cái địa điểm mà tôi thường quay clip chính xác luôn. Phong không thể nào đi đâu khác được ngoài những chỗ đấy. Phong mới về quê được 1-2 năm, đường xá ở quê vẫn chưa biết. Tôi đang ở trong đây thì tôi thấy có người dọi đèn đây, có biết là có phải Dưỡng không. Đèn xe kìa, bạn nhìn xa thấy
thấy chậm chậm sáng sáng ấy. Hy vọng rằng là không phải anh Dưỡng. Sáng thì bị bắt từ chiều tối rồi các bạn ơi. Giờ này Phong không biết đi bắt chưa nhỉ. Các bạn là lúc chiều gọi Phong một lần rồi, giờ chẳng lẽ lại gọi Phong nữa. Hy vọng thì Phong cũng chưa bị bắt nhá. Để anh em tôi ai mà chưa được bắt là phần thưởng được 10 triệu đồng các bạn ơi. Không ai ở đây. Tiếp tục đi thì. Có ai ở đây không? Có ai trên cây không nhỉ? Bắt được rồi nhá. Dọa tí mà không ai trả lời. Khả năng là cũng không có ai ở đây. Một màn đêm yên tĩnh. Mọi người có nghe tiếng côn trùng không? Phong thì nó sợ ma. Khả năng là nó không dám ra đây đâu. Một mình ở ngoài bờ đê nghe tiếng như này. Ở những nơi như này thì Phong chắc chắn sẽ không dám ở. Nếu mà ở chỉ có anh Côn ở được rồi. Anh Côn với Phong ơi ra đi. Vậy là tôi đã tìm hết khu bờ đê rồi. Nhưng mà không có anh Côn với cả Phong ở đây. Không biết anh Côn với Phong trốn đâu mà kỹ thế nhỉ? Khó thật sự luôn. Gần đây nhất là tôi có dẫn Phong ra những cái cống để làm căn phòng bí mật ở cống. Thì không biết Phong có trốn ở đấy không. Thì bây giờ ra những cái cống để kiểm tra lốt. Vì thời gian cũng sắp hết rồi. Sắp trôi về cuối rồi. Thôi nhanh. Cứ làm vật vờ ở đây chán thật các bạn ơi. Tôi lại thích cảnh đi tìm hơn các bạn ơi. Làm ở đây nó gò bó chân tay lắm. Đi tìm thì mình đi ra đây nó thoáng mát. Nó bay nhảy kiểu nó thoải mái ấy. Ngoài trời thì tối om rồi. Ở đây thì nhiều muối các bạn ạ. Thì mình đi kiếm thì mình đi lúc nào trong tư thế là di chuyển ấy, nên không con muối nào nó đốt. Hiện tại trời đã rất là tối và tôi đang rất là đói. Tôi chỉ muốn ngồi dậy chạy đi mua cơm thôi. Nhưng mà nếu mà đi mua cơm ấy, tôi sợ trên đường đi mua cơm tôi gặp anh Dưỡng. Anh Dưỡng bắt được tôi thì tôi thua cuộc. Nên tôi chấp nhận nhịn đói để giành chiến thắng trong lần này. Trời về đêm muỗi rất là nhiều. Ngoài này không có thuốc xịt muỗi gì cả. Chán thế. Đây là khu ống cống, tôi đã dẫn Phong đến đây quay căn phòng bí mật trong ống cống này. Thì Phong biết đường đến đây. Khả năng Phong trốn đến đây. Anh biết em trốn đây rồi. Em làm gì có chỗ nào để đi. Ra đi. Anh Côn ơi, anh trốn đây phải không? Anh Côn ơi, trốn kỹ thế nhỉ? Sắp hết thời gian rồi, phải tìm nhanh nhanh đi. Chứ ở đây tối rồi cứ ngồi im một chỗ này là muối đốt sưng hết tay hết chân luôn các bạn ạ. Nhưng mà không sao, vì phần thưởng 10 triệu đồng tôi sẽ cố gắng nhé các bạn nhé. Cố gắng là người chiến thắng luôn. Anh Dương ơi, theo như đồng hồ thì bây giờ đã là hết thời gian rồi. Anh không tìm thấy Phong với anh Côn rồi. Anh thua cuộc. Thật sự là chơi cái đuổi bắt trốn tìm khắp tỉnh này như một kim đáy bể, thật sự là khó khăn luôn. May mắn ai trốn ở những cái nơi quen thuộc thì bắt được, còn nếu trốn ở những nơi xa xa thì không thể nào bắt được luôn ấy. Vậy là anh Côn và Phong là người chiến thắng trong thử thách này. Thì anh Côn với Phong mỗi người sẽ nhận được 10 triệu đồng. Chúc mừng anh Côn với Phong nhá. Anh Côn với Phong đã giành chiến thắng. Thì sáng biết anh Côn với Phong trốn đâu không? Có Phong ở gần đây thôi. Rồi dẫn anh đến chỗ Phong xem nào. Thế anh Côn ở xa à? Anh Côn ở xa. Rồi thông báo với anh Côn với Phong là hai người đã giành chiến thắng nhá. Rồi anh Côn chiến thắng rồi. Rồi ra xem Phong trốn ở đâu. Các bạn ơi, vậy là đã hết thời gian. Mờ Dướng không truy tìm và bắt được tôi nhá. Tức là phần thưởng 10 triệu đồng này đã thuộc về tôi rồi. Yeah. Sướng quá các bạn ơi. Khả năng clip sau lại bảo Dướng cho đi trốn khéo dễ hơn đi tìm đi các bạn ơi. Đây anh Dướng ơi, em chỉ biết Phong ở khu này thôi anh ơi. Những cái tảng bê tông tôi đùng đấy, ở trốn trong đây á. Vâng. Không ngờ ở trong tỉnh mà tôi không biết vị trí này. Đây là một khu đất trống rất phù hợp để trốn. Đây còn một đống tảng bê tông này nữa. Phong ơi, em thắng rồi mà. Bắt được Phong rồi nhá. Rồi. Vậy là thu được 10 triệu của Phong. Nghe ra đây em ơi. Trốn ở trong ống cống à? À, xe máy giấu đây à? Xe máy mang đây giấu à? À. Phong ơi, đưa 10 triệu anh đây. Anh ơi. Tối gì nữa? Tối không tối, em bị bắt rồi. Ê, biết thế vừa đi mua cơm muốn hơn đi. Vậy là Phong đã bị bắt nhá. 10 triệu đâu lột cho anh em ơi. Mọi công sức đổ bể hết còn gì nữa. Rồi, giờ bò đây. Chúc mừng Phong, em là người chiến thắng. Ôi thắng à? Thắng. Yeah! Thắng à? Thắng không? Thật, anh ra đây xem em trốn chỗ nào thôi. Em anh Côn thắng rồi. Ôi em anh Côn thắng à? Mỗi sáng thì bị bắt đầu tới. Chúng tôi trốn ở nhà. Chúc mừng Phong và anh Côn là người chiến thắng. Chúc mừng em. 10 triệu. Vậy là xong clip nhá. Nếu mọi người thấy cái series này hay, like, subscribe, đăng ký kênh, chúc kênh tôi lên 10 triệu sub nhá. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.